Thân chào mọi người, trong video này, Lê Quốc sẽ hướng dẫn cách sử dụng chức năng đo nhiệt độ và độ ẩm của môi trường không khí tại vị trí đo khi sử dụng máy đo môi trường không khí đa chỉ tiêu 850027 của hãng Spur Scientific. Xin mời mọi người vào phần trình bày chi tiết. Bấm giữ nút hold cho tới khi có chữ RH hiện ra. Thì nhả tay, số lớn là độ ẩm và số nhỏ là nhiệt độ của môi trường không khí. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Lê Quốc xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.